Nói gì đây, con nói gì? Đâu. Ừ, cái gì, nói gì nào? Rồi sao nữa? Xin rồi. Đúng rồi. À xong rồi, xong rồi, thế thôi. Rồi. Sướng, ba về rồi. Bố. Hai chị ăn cho khổ lắm, ăn no nhá. Ăn no thật no vào, đi ngủ nhá. Tiếp ôm cho bà một cái gì nào, cái gì đúng không? Cho bà một cái gì nào. Đúng rồi. À chị tiếp cho bà một con gà quay nào. Đúng rồi. À bánh mì cho bà chi rồi. À bánh mì rồi. Ủa cho hết bà luôn. Đấy, con gà nhá. Rồi, rồi. Đây. Tay mẹ đây. Ôi dồi ôi, yêu thế. Đây. Đúng rồi. Chỉ riêu nào, riêu đâu? Đúng rồi. Chào. Máy gì kia? Cây. Trần chơi máy cây. Máy. Máy gì nhỉ? Phương ơi, máy gì kia? Cây. Trần chơi thì đi tiếp không? Phương ơi, nhìn sang bên phải. Nhìn sang bên phải, đúng rồi, cái đồng lúa đâu? Đây, thì nhìn sang bên trái. Đúng rồi, cái mương đâu? Cái mương đây này, nước đây này. Chị A Phương phân biệt được trái phải rồi, đúng không? Nhìn sang bên phải. Phải nào? Đúng rồi, cái đồng lúa gì ra xong phố chưa? Úi dồi ôi, đây nhá, cái đồng lúa của quê hương nhà mẹ đây nhá. Đây chính là cái đồng lúa nhà mình đấy. Thì nhìn sang bên trái. Bên trái đâu? Đúng rồi, thế cái kinh mương có nước đâu, kinh mương đâu, đúng rồi, đây này, đấy chưa, đây cũng là cái đồng lúa này, ôi trời ơi.